đội ngũ Enecan đã được liên hệ để phục hồi một số khu vực kim loại bị xuống cấp do ăn mòn muối biển và xâm thực cho một con tàu tuần duyên tại đảo Sip. Chúng tôi đã cung cấp giải pháp phủ sơn polymer để bảo vệ, ức chế chống ăn mòn, chịu mài mòn, và cơ tính đàn hồi đặc biệt của lớp phủ polymer sẽ hạn chế tối đa xâm thực phá hủy bề mặt. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề được xác định là do ăn mòn khí hậu biển và xâm thực. Bởi vì phương pháp phun cát, phun bi áp lực không phù hợp, nên đội ngũ kỹ thuật đã đánh cước và trả nhám thủ công. Tất cả các lỗ rỉ, khuyết tật trên bề mặt kim loại được đắp bồi bằng keo polymer, còn khu vực cửa thông gió thì được phủ thêm hai lớp phủ Cezamaloy CZAC là loại sơn được ưa dùng trong ngành hàng hải, phủ bảo vệ trên bom các tàu hải quân Hoa Kỳ. Chi tiết trong tài liệu kỹ thuật min PRF32171. Toàn bộ quá trình cải tạo bề mặt, vệ sinh và phủ polymer bảo vệ hoàn thiện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 ngày. Thi công dễ dàng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí bảo trì. Đã đang và vẫn sẽ luôn là cách Enecan giải quyết vấn đề.